sống lòng đừng thở than, bởi dòng đời trải ngang ta mơ chỉ gặp những xe sang bạc vàng. Ước mong đừng quá cao, sống thật lòng với nhau, người cánh chính là con.
không cần quan tâm. Vì thời gian qua hai ta xa nhau mà anh đã đau âm thầm. Và nếu anh là người đẹp nhất trên đời, chắc bây giờ anh đã không mặc em. Dù cho người ta yêu em bao nhiêu cũng không nhiều hơn anh. Là vì niềm tin anh trao cho em đến ngày hôm nay vẫn còn. Buông tay khi còn yêu là điều anh sợ nhất, vì anh vẫn còn yêu em. Xin em đừng khóc sau khi em đi.